Những hiệu ứng và hoạt ảnh của các kỹ năng đóng vai trò quan trọng trong trận đấu, và có bao giờ bạn đã để ý hết chúng chưa? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series dành cho người mới, làm chủ ván đấu với những hiệu ứng kỹ năng. Liên minh huyền thoại tốc chiến của chúng ta cho đến thời điểm hiện tại đã có gần 100 vị tướng được ra mắt. Mỗi vị tướng lại có một bộ kỹ năng khác nhau, cơ chế hoạt động khác nhau và hiệu ứng hình ảnh cũng vậy. Trong một trận đấu, để có thể đi đường thắng đối phương hay có những pha xử lý tốt, chúng ta không cần chỉ có kỹ năng cao hay biện pháp đẩy đường hiệu quả, mà còn cần thêm một mức độ hiểu game, hiểu chất tướng nhất định. Thường có câu, biết địch biết ta thì trăm trận trăm thắng. Bạn tính được thời gian hồi phép bổ trợ hay kỹ năng của đối phương đã là một lợi thế vô cùng lớn. Và nếu như bạn hiểu thêm về những hiệu ứng kỹ năng thì nó sẽ giúp bạn lên một tầng cao mới. Như vậy, hiệu ứng hình ảnh của kỹ năng là gì? Lấy ví dụ về Yone, là một người chơi thông thạo về vị tướng này, bạn đã thực sự hiểu về tướng tủ của mình chưa? Một trong những hiệu ứng hình ảnh đặc biệt về kỹ năng của Yone chính là ở chiêu thứ 3, xuất hồn. Khi thi triển, Yone sẽ để lại thân thể mình và tiến vào trạng thái linh hồn. Yone lướt tới kẻ địch, gây sát thương và có thể rút về chân thân khi kích hoạt một lần nữa hoặc là khi hết giờ. Sát thương khi rút về sẽ được gây thêm dựa vào lượng sát thương bạn gây ra trong quá trình phiêu du bằng linh hồn. Khi xuất hồn, Yone sẽ khắc một chữ tử lên đầu đối phương. Nếu như chữ tử này không thay đổi gì cho đến khi bạn chuẩn bị rút về, điều đó báo hiệu rằng lượng sát thương gây thêm sẽ không đủ để hạ gục đối phương. Còn nếu như chữ tử bị cắt làm đôi, điều này thông báo sát thương đã đủ, chỉ việc rút về và chờ đợi đối phương nằm xuống. Tiếp theo là Z, chiêu cuối dấu ấn tử thần, cho phép hắn bỏ lại một cái bóng đằng sau lưng rồi lao đến kẻ địch, đồng thời khắc dấu ấn lên đối phương. Sau khi gây hàng loạt sát thương lên kẻ địch, bạn có thể kích hoạt chiêu cuối một lần nữa để rút về. Dấu ấn được khắc sẽ nổ dựa vào một phần sát thương bạn gây ra trước đó. Câu hỏi đặt ra là khi nào bạn biết sát thương đã đủ hạ gục kẻ địch để rút về, đánh cho tới khi dấu ấn nổ hay dựa theo cảm tính? Thực tế, có một hoạt ảnh sẽ thông báo cho bạn biết trước thời điểm dấu ấn nổ. Khi Z gây sát thương bằng chiêu cuối, nếu như chưa đủ sát thương, chúng ta sẽ thấy hình ảnh như này. Còn nếu như đã đủ sát thương cho dấu ấn, trên đầu kẻ địch sẽ xuất hiện một chiếc phi tiêu. Và đó là dấu hiệu cho thấy khi dấu ấn nổ thì sát thương sẽ đủ để hạ gục kẻ địch. Ví dụ tiếp theo về một vị tướng mới ra mắt gần đây là Sion. Cú nện tàn khốc sẽ khiến Sion đứng im tại chỗ và gồng mình lên, nện cây búa khổng lồ lên một khu vực rộng lớn trước mặt. Càng niệm lâu thì sát thương gây ra càng cao và cả địch sẽ bị hất tung càng nhiều. Nhưng vấn đề là chẳng có ai chịu để bạn hất tung dễ dàng. Sion niệm cú nện nhanh thì sợ không đủ để hất tung, còn niệm lâu thì sợ đối phương sẽ chạy ra khỏi tầm ảnh hưởng. Còn niệm theo cảm tính thì sợ là lúc được lúc không. Vì thế, có một hoạt ảnh sẽ xuất hiện để thông báo cho bạn biết. Với việc niệm cú nện tàn khốc, khi nào thấy rìu của Sion phát sáng, tức là ở thời điểm đó đã có thể đủ để hất tung đối phương, chứ không cần phải đợi thêm hay niệm đến hết giờ. Ba ví dụ trên chính là những minh chứng cụ thể về hiệu ứng hình ảnh đặc biệt của các kỹ năng và tác dụng của nó. Ngoài ra, còn có những hiệu ứng kỹ năng đơn giản hơn, dễ dàng nhận thấy hơn nhưng cũng rất bổ ích. Ví dụ như Nasus, bật chiêu 1 thì chiếc rìu sẽ phát sáng. Redacton bật choáng ở chiêu 2 thì trên đầu vị tướng này sẽ có dấu hiệu riêng. Hay như cây phong kiếm của Yasuo sẽ rực sáng sau khi sử dụng chăn chối. Điều này biểu thị cho việc hắn được gia tăng 50% xuyên giáp. Hiểu rõ những hoạt ảnh này có thể khiến bạn trở nên tốt hơn và làm chủ ván đấu dễ dàng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!